Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo mình. Hiện tại thì anh em mình đang có mặt tại Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội nhé bạn. Hôm nay thì anh em mình tới đây để gặp một trong những nhân vật rất là nổi tiếng ở Ba Vì mà gần như người dân Việt Nam nào cũng đã từng xem qua, đó là anh em Tam Mao TV. Nhưng mà hôm nay thì thời tiết mình không biết là thuận lợi hay là không nữa. Chỉ mới có mấy ngày trước thôi là nắng nóng tới 40 độ nữa. Nhưng mà hôm nay anh em mình về đây thì mưa tầm tã cả ngày, và phải nói là có những đoạn là ngập luôn. Nên là hôm nay là anh em mình đội mưa, đội gió để tới gặp Tam Mao đấy. Nhưng mà hôm nay anh em mình sẽ được thăm biệt phủ của anh em Tam Mao TV. Rất là nhiều khán giả nói là kêu rất là nhiều lần trong hành trình đi xuyên Việt là kênh Phạm Dũng giao lưu cùng với Tam Mao. Nhưng mà hôm nay thì anh Hải làm cái cầu nối để anh em được tới thăm nhà Tam Mao TV luôn nha mọi người. Nhưng mà mình nghe nói là anh em Tam Mao bây giờ là ở ngoài công việc làm YouTube thì còn bán một cái món đồ rất là đặc biệt nữa, đó là bán dao các bạn. Bây giờ mình đi vào trong nhà xem như thế nào đi. Không, nhưng mà phải nói là ở bếp thì anh cũng hay mua dao nhà Tam Mao để dùng. Dạ. Đây là một cái ngôi nhà mà mình gọi là biệt phủ các bạn, rất là to, nằm ngay mặt tiền đường luôn. Mình tin chắc rằng vào thôi là các bạn sẽ thấy rất là thích. Nhưng mà chưa gì mà thấy cây xoài nhiều trái nữa. Đúng, em biết cái này cái gì? Đây là cây dổi. Sai. Cái này cái quất hồng bì. Quất hồng bì ấy. Đây bên trong nhà đó. Ôi. Ôi. Từ từ đã. Làm gì đây? Chào mọi người nhá. Hôm nay anh em ăn gì nhỉ? Nhưng mà anh em ăn gì? Đúng rồi. Không phải anh Phạm Dung đâu nhá, Phạm Dung. Người ta gọi là nhà có gì mời đó thì. Anh Phạm Dung hả? Đúng rồi. Phạm Dung hôm nay anh quan ăn gì anh Hải sao mà thấy em hơi lén này, màn chào đón này có vẻ nguy hiểm quá. Cái này là dao mới đấy à? Dao mới của anh em mình. Ừ. Tất cả mọi người nhá. Ok. Anh em vào nhà có dịp gặp. Chào. Nhưng mà cho hỏi cái là hai anh em là đã có biết về Phạm Dũng chưa? Có biết đúng không? Cảm ơn nhiều. Thực ra là mình đã biết về Tam Mao từ rất là nhiều năm trước rồi. Từ cái thời mà mình mới làm thì anh em đã nổi tiếng là dần dần rồi các bạn ạ. Hôm nay là cảm ơn hai anh em rất là nhiều đã ở nhà mời đón anh em mình. Đứng mời đây. Đấy. Mình đi vào nhà đi. Chưa gặp cái màn chào đón này bao giờ cả. Đang làm dở con gà. Nhưng mà đừng có quẹt quẹt nữa đâu. Chưa bao giờ gặp màn chào đón uy tín như thế. Đấy, bây giờ mình đi vào thăm nhà luôn đi, chứ trời mưa quá các bạn ạ. Đây này, bên ngoài này là cổng và xe mình. Cái xoài này là nếu mà tới mùa chín là chắc là sẽ rất là chất lượng đấy các bạn. Cái hoa giấy này mà nó mà nở đẹp lắm này nhỉ. Cái này là hoa giấy hả Mao ca? Hả? Hay là hoa gì? Hoa giấy. Hoa giấy đây. Hoa giấy. Chưa chỗ bông. Không, cái này ngắt nước phát là nó ra bông mà. Chào cả nhà. Chào nhá. Chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Ôi nhà to quá. À cái nhà này có mấy nghìn mét thôi mà. Anh em ngồi đi. Này. Hôm nay là một cái buổi chiều mưa ở Ba Vì các bạn ạ. Nhưng mà hy vọng là với cuộc gặp gỡ ngày hôm nay thì anh em mình sẽ có duyên để gặp nhau nhiều hơn. Thì trước tiên là bạn Diễm phải trò chuyện với Mao Đệ một chút, hình như là hai chị em cũng có biết nhau rồi. Ngày trước thì Mao Đệ có nhắn tin một lần, mà dịp đó thì đang dịch giả này kia là chưa có ra được. Tại vì Mao Đệ là có rất là nhiều sản phẩm, trước đây là còn có bộ rau má nữa đúng không? Dạ vâng. Mình cũng đã từng đặt hàng rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì anh Hải nói là có bán dao nên là em cũng định đây xem bọn họ sẽ xuất dao thế nào. Đâu dao mà... cái hộp dao đó rồi, hồi nãy mình thấy cái hộp rất là đẹp luôn. Lấy cái bộ hộp dao đây em. Nhà anh ấy, tất cả bếp của hai nhà hàng anh là đang sử dụng dao của Tam Mao TV. Dao thì phải nói là làm rất là chất lượng, sắc bền lâu. Hôm nay là lẽ ra là anh em mình gửi hai cái ngọn dừa từ đúng trong rồi. Sài Gòn ra, nhưng mà rất là tiếc là gửi chưa kịp do là nó cũng hơi gấp gáp á. Có thể là sáng mai sẽ tới để mình thử dao. Hôm qua hỏi địa chỉ á là muốn gửi dao để gửi dừa là đem test dao xem là bén hay không. Nhưng mà chưa có gửi okay, ra okay. Được. Nhân tiện ra thì ngày kia thì mời anh chị em xuống dưới Hà Nội cùng em khai trương cái cửa hàng dao. Cửa hàng dao. Em có làm cái cửa hàng ở dưới đó. Là địa chỉ đâu Hà Nội? Ở chỗ ngõ 300 Nguyễn Xiển. Nguyễn Xiển. Ngõ 300 Nguyễn Xiển.
Nhìn nó hơi giống cái gì đó Nhật anh Hải ha. Dao này mà kiểu lọc cá sashimi này là đây là một bộ dao trắng. Một bộ dao thép trắng Nhật Bản. Không gì. Cái này nguyên bộ luôn à? Còn đây là một bộ bộ ba dao nhíp vít. Thế là anh em mình là đây lọc sashimi, con này là được đấy chị. Con nhà cũng có bán cá hồi để xem con dao nào được về. Đây, lọc cá. Cái này có cắt giấy được không? Ôi, thoải mái luôn ạ. Không có tờ giấy nào nhỉ? Mà anh em mình gặp nhau là kết hợp là đủ bộ ấy nhỉ? Người thì bán đồ ăn, người thì bán dao, người thì mở nhà hàng. Là rất phù hợp. Mà cũng nặng, chắc tay quá không? Vâng, con này là con dao Thái. Con dao Thái. Nói chung là về cái hàng hàng dao Thái thì nó giấy là nó mỏng, nó rất là khó cắt. Gió bình thường người ta test giấy nó là cái giấy cứng, giấy kia tắt cho anh cái quạt ấy. Cái quạt nó thổi cái giấy. Thế nên là nó dễ cắt, còn giấy này mới là khó cắt này. Như này nó rất sắc luôn đấy. Né là bao để. Tí lại thấy để lại cánh tay bàn. Thế bảo tay đâu nhỉ? Có gì nhưng đó sai sai. Bán là mình là chỉ có là hai loại mà mỗi một họ cứ bán nguyên bộ đúng không? Vâng, em bán nguyên bộ, còn là ai mua lẻ thì mình sẽ bán lẻ. Một bộ là 3 chiếc à? Vâng, là bao nhiêu tiền một ca? Bộ 3 món. Một thái một chặt là 420k là bộ dao nhíp vít này. Nó chỉ có nó rất là sắc nhưng mà nó có một cái nhược điểm là nó sẽ bị rỉ. Khi mà mình dùng xong mình lau khô đi, mình để khô ấy, thì nó không bị rỉ. Còn tức là nó bằng nhíp à? Đúng rồi, nhíp đỏ ô tô. Nhíp ô tô. Còn để mà cái loại này là loại không rỉ. Đấy. Loại này là bằng thép. Loại này là dao thép trắng Nhật Bản, không rỉ. Nói chung là hai bộ này đều khá là ok. Nhưng mà bộ này sẽ cao tiền hơn. Đúng rồi. Bộ này cao tiền hơn, bộ này 550. Hai bộ này nói chung là một tháng mình cũng phải đi được khoảng tầm chục nghìn đơn. Ui ồ, chục nghìn đơn. Hay là bạn Diễm bây giờ bán đồ ăn rồi bán thêm dao nó đi. Nhưng mà cái này em hỏi thật là cái cơ duyên sao mà nay mình chuyển sang bán dao vậy? Nói chung là cũng tỷ thôi chứ. Bởi vì là kênh Tam Mao ngày xưa xuất phát là kênh ẩm thực. Được dao. Thừa được dao ngon là bán luôn. Ngày xưa anh cũng bán dao, nhưng mà cái dao mèo ấy, họ dao đấy nó có cái đầu nhọn nên là không gửi được, nhưng mà các em bán những cái này là anh thấy nó ok đấy. Mà cái dao bằng nhíp xe ô tô này là con dao huyền thoại, rất nhiều người thích nha, nhưng mà đôi khi là không biết mua ở đâu hoặc là không tìm được cái thép này để làm này. Với lại là phải biết mài cơ, phải biết mài đầu bếp, nó phải đầu bếp anh nó mài sắc lắm con dao này. Nói chung là tùy mỗi người một cái kiểu sử dụng khác nhau, thế nên là mình cũng không khen gì được dao nhà mình cả. Nhưng mà rất thật thà, nhưng mọi người rất là dễ thương, sẽ đánh giá sẽ hiểu được. Cái nào mà nói thì em bán là... em bán từ xưa em kinh doanh cũng khá là nhiều đồ, nhiều mặt hàng, nhưng mà chẳng thấy thành công mặt hàng. Cho đến khi bán dao. Thật sự là mình chưa tìm được mặt hàng phù hợp và những kia nữa. Nói chung là thực sự là nếu mà chỉ làm YouTube không thì đôi khi là sẽ hơi khó khăn đấy các bạn, nên là anh em mình phải vừa làm YouTube này vừa bán. Bảo làm YouTube giàu nhưng mà đúng rồi. Đấy, như nhà Máu Đệ thì nhà Máu Đệ có làm thêm, mẹ Máu Đệ là làm thuốc nam gia truyền ấy. Cũng mình cũng làm, mình cũng hôm anh Hải cũng xuống quay cho đấy. Thì thực sự là về cái số lượng thì mình không bán, không phải là không chạy được số lượng, nhưng mà mình chạy về chất lượng. Như mẹ Máu Đệ là rất là nhiều người hiếm muộn rồi, bệnh gần như bệnh viện giả về người ta vẫn lên cảm ơn hàng năm, lên cảm ơn suốt. Với lại là Ba Vì cũng là một trong những điểm mà nổi tiếng về thuốc, những loại thuốc gia truyền. Ở đây là có rất là nhiều cái loại thảo dược tốt ở trên rừng đúng không? Lấy xuống trên núi ấy. Mẹ Máu Đệ thì đấy đó. Nói chung là về cái thuốc thì nổi tiếng rồi cả. Tìm dao thì tìm Mau Ca, còn tìm thuốc thì tìm Máu Đệ. Nhưng mà mình nhà lát anh chị em lên nhà Máu Đệ chơi tí. Ui giời, nhà nó đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ mình nghe nói là hai anh em có chuẩn bị một con đà điểu, thì không biết là nó đâu rồi ha? Nó đã về chưa? Đang thả dưới chạm. Mưa to quá chưa lôi về được. Mưa to chưa kia được. Mai anh em mình sẽ có một cái món đó là gần như là chưa bao giờ xuất hiện. Thùng nồi lục châu là hôm qua đem hàng rồi. Đa điểu không ngại cứu.
Đấy. Gà. Người ta hay làm gà tần thúc bác đúng không? Ừ. Gà hầm đúng không? Cách thủy đúng không? Mình làm đà điểu hầm cách thủy. Đà điểu hầm cách thủy. Cả con. Ngày mai là ngày mai là có bao nhiêu cái đồ quý là hổ lốn là cho vào hết. Không nhưng mà đấy, quỳ anh Hải không, mang anh Hải không mang ít cái đồ có chứ cả. Có chứ có rồi yên tâm có ra không đà điểu em cũng chờ tại vì Mao Ca vừa nói là không phải là hầm luộc bình thường mà hầm cách thủy hả đúng rồi hầm mà cách thủy đà điểu cách thủy cái nào mà sao mình con nó sẽ rơi sao mình không bỏ vào nước mình hầm luôn giống như là mình tần đấy không mà giờ cách thủy nó dễ bị nát nó dễ bị nát không phải dễ bị nát mà nó kiểu cho ra nó khó ấy. À nó nhũn mất đúng không? Nó nhũn mất. Cả một cái thùng nếu mình vật nó ra thì nó ra đâu. Nhưng mà em có thể tiết lộ sơ bộ là con đà điểu dự kiến khoảng bao cân không? Con to nhất thì là ở dưới trại đến ngày trước em hỏi là một tạ tư. Đà điểu tạ tư là không biết là bây giờ có loại tạ tư không nhưng mà tầm một tạ thì lúc nào có. Tạ tư là gấp đôi một con bê thui to rồi đấy. Đúng con rồi. Bê thui to nhất ở Sài Gòn cũng chỉ có 70 kg thôi. Đúng rồi. Cho em hỏi là con dao nào trong đây có thể xử được con đấy? À cá bộ, mình chơi cá bộ chứ. Mình phải sử dụng cái combo. Thế là hồi xưa là anh em Ta Mau là nổi tiếng với châu luộc cá con. Thì hy vọng là sau ngày mai là sẽ có thêm một cái món nổi tiếng nữa đó là đà điểu hấp nguyên con. Đà điểu tần thuốc bắc. Đấy. Nhưng mà bây giờ anh em mình có thể đi tham quan sơ qua nhà một chút được không? Vâng, mời anh em đi tham quan phim trường của anh em. Nên là các bạn nào có mua dao hay là mua cái thuốc thì cứ liên lạc với anh em. Nhưng mà mua dao thì liên hệ với Mao Ca số điện thoại nào nhỉ? À, số điện thoại 0981 640 046. À. Thế là mua cái gì đó vô sinh thì sao? Mua thuốc vô sinh thì liên hệ vào số nào nhỉ? Quên. Mẹ bán. Số của mẹ không phải số của nhau. À thế thì em cũng không nhớ số của mẹ luôn. Nhưng mà bắt đầu là giọng cười 0978 297 312. Đây là lần sau hỏi số mẹ là phải nhớ luôn nhá. Hơi ngập ngừng đấy. Số của mẹ không phải số của em đâu mà em nhớ. Ảo lắm. Nhà này tổng diện tích là khoảng 500 m² không Mao Ca? 300 mà sao to lắm nhỉ? Cái lòng nhà thôi, còn nếu diện tích đất ở đây phải rộng hơn chứ. Đúng rồi. Đằng sau còn khuôn viên rộng lắm. Mà đất ở Ba Vì này là giá cao lắm các bạn ơi, nhưng mà ở đây mình thấy rất là rộng. Đúng rồi. Này, đây là đằng sau vườn à? Vâng. Mưa gió này. Nhà lá, căn nhà lá phim trường hả? Này. Mưa gió này thì không chơi lắm. Đằng sau này là nấu nướng này. Rồi bàn pizza. Anh Hải ơi. Anh Hải đang nghe điện thoại rồi. Không phải đi chợ đâu. Đây là con cá luộc kìa. Cá luộc á hả? Mình thấy ở đây có một cái chợ mà hai anh em rất là hay ra mua đồ quay clip ấy. Em còn cái nhà nữa trên kia còn cái ao nữa. Ao cá. Thế mình đi bắt cá được không? Có, ok. À. Nhưng ở đây là cái gì đây? Nhà này là cái gì quay clip? Em để nó vừa bộn lắm. Đây, có một cái này mình đố tất cả anh chị em biết tên của nó này. Cái này này. Đây mình phải đố Song Hỷ và bạn Diễm. Cái này ở ngoài Bắc thì rất là nhiều nhưng ở trong Nam thì cái, này cái kia kìa. Cái này này, cái gần cái như vợ. Là rất khó gặp. Cái vợt. Cái vợt. Cái này để bắt cá. Cái... Đúng không? Bạn Diễm gọi là gì? Hay gọi là đi không, đánh dập. Ở trong Nam không có cái này. Đúng rồi. Gọi là cái dập. À. Đi bắt cá đấy. À, cái vợt thì nó nhỏ hơn. Đúng rồi. Cái đây có một cái kia. Có một cái như đó, kiểu là chân. Đây, có, có một cái nhâm này. Thế là con cá nó sợ và nó chạy vào trong cái này. Thế bây giờ mình đi bắt cá nó cần cầm cái này không? Không, tí nữa mình phải dùng biện pháp mạnh. Lưới. Ôi nhưng mà cái đây không bắt được cá. Ở đây là cũng có một cây xoài mà tương đối là độc lạ này, độc lạ xoài này. Cây thì bé tí nhưng mà vẫn có trái này. Đó. Có mấy quả bên trong. Ui, xoài tím này kiểu xoài ngon đấy. Mát mẻ hả? Đây là có một quả to. Đâu? Đây. Thì nó mình hái vào chấm muối. Mình hái cái này không? Chấm chéo của anh Hải. Vâng. Cái này mà chấm chéo của anh Hải thì đẳng cấp luôn. Đẳng cấp. Đây, mình đi vòng qua đằng trước đi. May quá bây giờ trời là tạnh mưa rồi đấy. À nhưng mà bây giờ tình hình như này. À, nhà Bao Đệ Bao Ca là có cái ao. Thế mình đi ra ao. Cá thì rất to. Đi. Anh em mình bây giờ làm tấm lưới là tất cả nhảy xuống là bắt hết. Em để từ từ anh chuẩn bị đồ đã xong rồi. À anh với Mao Đệ với kia lên nhà nó. Ờ đi Mao Đệ chơi em chuẩn bị em lấy nhạt để đi lấy lưới. Ok, đi lên nhà Mao Đệ. Thế bây giờ anh em mình thăm nhà Mao Ca rồi, mình sẽ được vào thăm nhà Mao Đệ nữa. À được. Đi anh em mình đi. Cái này
đố mấy chị em cái này để làm gì đây? Chứa nước. Không, cái này mình biết làm cái gì rồi. Để hấp đa điều đúng không? Đúng. Chính xác. Đa điều hấp đa thủy. Đấy, hai chị em thử thử ngồi vào xem là không ngồi bên ngoài thôi. Rồi. Mình không bước vào nhưng mà mọi người xem này. Cái này là để ngày mai hấp đà điểu. To dạ. Lần đầu tiên trong đời nghe đà điểu hấp chất thủy nguyên con. Nhưng mà nhà xung quanh khuôn viên rất là rộng luôn nha mọi người. Hấp thiệt luôn á, nhiều cây trái cây quá trời luôn. Anh em mình phải nói là trong suốt hơn 2 năm vừa qua mọi người kêu gọi là tới gặp mà Tam Mao rất là nhiều. Mặc dù mình cũng rất là thích nhưng mà chưa có duyên. Ngày hôm nay mới có duyên các bạn ạ. Đi, anh em mình bây giờ cá. Mình lên xe đi bắt cá và ghé thăm nhà Mao Mao đệ. Anh Hải làm gì đấy? Này, đây. Nhưng mà cây mít nhá, mà nó mà có cành, có lá, ấy, mà nó có quả ấy, thì là bình thường. Nhưng cây này chặt hết từ mà vứt ra thì phải nói là độc lạ mít. Nói là độc lạ đấy, độc lạ ba vì. Ủa. Đúng không? Sai không? Bên này còn một cây này. Đây là đường mà vào nhà mẹ của Mao đệ nhá bạn. Bên này vẫn còn một cây mít. Ở đây mít nó lạ quá Mao đệ ha. Đây này. Đây là đi ra, thế là sợ ảnh hưởng đến dây điện các kiểu. Nên người ta bây giờ làm cho sạch đường ấy. Cây mít lên nông thôn mới nông thôn mới. Nhưng mà thuốc nam gia truyền này là đây là tới nhà đúng không? Đây là nhà làm thuốc của mẹ em. Đây à, thấy là năm ước đúng không Mao đệ? Mới lên rừng hái. Ở đây còn chỗ nào hái chỉ cho anh em mình hái với Mao đệ. Đây là các ông các bà lên núi lấy về cho người bán cho mẹ em. Tức là người ta nhập cho nhà mình đấy. Vâng. Cái này là lá gì đây Mao đệ? Đây là lá chè. Hơi giống chè xanh ha. Đây là toàn những cây thuốc. Cây thuốc à? Đây là cây gì mẹ? Sa đen. Sa đen à? Đầu cô. Phải không? Đây là mẹ của Mao đệ. Bà cái cây này là thuốc gì đây bà? Sa đen bà đang nấu cao. Bà nấu cao. Sa đen nghe rất là quen luôn. Sa đen đấy, chữa thận gan trĩ đấy. Tốt. Bà là có cái bài mà vô sinh được oạch lắm ấy. Nhưng mà rất tiếc con này đẻ xoăn xoăn. Anh nhà người ngủ sinh lý nữa. Chữa yếu sinh lý. Nhưng mà nhập về nhiều nha. Sa đen. Rồi, anh em đoán đi, tôi bao cân? Anh ăn. Bây giờ em đoán nhá. Anh 83 cân. Em 80 cân. Nếu mà bây giờ anh cho ba anh em đoán. Nếu mà thua thì tối nay là mỗi người là uống 2 lon trước, ok không? Ok luôn. Okay. Đoán lần nữa. Nhưng mà bây giờ phải có cho đoán. Có cái cữ để đoán chứ. Thì thế bây giờ là cữ. Trên dưới. Ok, tôi lên đi, bê đi. Trên dưới 80 cân. Bê lên. Không, thì làm sao mà 88 cân. Không, nhưng mà bây giờ rồi, em 88 đúng không? Không, bây giờ làm sao mà đoán được chuẩn xác được? Không thì xê dịch là gì? Gần nhất. Cộng trừ 3 cân đi. Cộng trừ 3 cân thì nó đúng mẹ rồi. Thế thì khả năng 83 cân rồi. Không, 88. 89 cân. Ôi, gần 100 rồi. 89 cân. Cái này em thắng rồi. Đúng luôn. Quá chuẩn, Mao đệ đúng. Đằng sau này đang nấu gì đấy? Đây là mẹ em đang nấu cao. Cái cao sạ đen nè. Không phải là một mình sạ đen ạ. Rất là loại, nhiều loại thuốc là thuốc nam. Mười mấy vị thuốc rồi. Dàn chó săn của Mao đệ kìa. Chú này đi săn đấy. Tính ra bắt một con vịt về để cái cây. Ui. Cô làm này là bao nhiêu năm rồi cô? Cô làm là hai mấy năm rồi chứ. Hai mấy năm rồi. Lần trước mình về Ba Vì thì nghe nói là ở đây nhiều thầy thuốc lắm, mà không ngờ là hôm nay lại mẹ của Mao đệ lại làm nghề thuốc mấy chục năm rồi. Đấy. Đang nấu gì nữa cô? Cô đang nấu cao. Nấu cho cái cây tươi vào đấy nấu.
nấu xong là chuyển sang cái này. Khi nào mà nó sắt lại thành cao đúng không? Nấu 10 ngày mới thành một mẻ cao. 10 ngày à? Nấu gần 200 vị mới được một mẻ cao đấy. Nhưng mà nó có công dụng gì cô hả? Cái này là hôm nọ cái này hôm nay là cô nấu xương khớp. Xương khớp. Đúng rồi. Đặc trị về xương khớp. À. Rồi. Ví dụ như là bị đau cổ tay đó thì có đau được. Cổ tay, đau vai gáy, đau thoái hóa, đốt sống cổ, sống lưng đấy. Chèn ép dây thần kinh đấy. À, rất là tình cờ đúng không bạn, cách đây vừa khoảng 30 phút nước uống mới lại là mẹ mình vừa mới đi bệnh viện đại học y dược là khám là bị cổ tay đang teo dần nó đóng nhiều ấy, nó bị chèn ép dây thần kinh. Dạ. Thì dùng cái này được không con? Dùng được cả đun nước uống này, ăn cao này mới lại rượu xoa bóp, ba cái kết hợp. Đấy. Để con về con hỏi mẹ con thử xem là như thế nào. Đấy. Nếu mà được thì con sẽ mua của cô. Đấy đúng rồi. Tại vì lúc nào đấy điện ra cho cô. Hôm nay mới khám xong thôi. Nhưng mà ở đây thì nếu mà mình chuyên là về các bệnh thì nếu mà muốn gọi cho cô để đặt thuốc này kia thì có thể là gọi cho cô số nào ạ? Đấy, cứ gọi cho cô là số điện thoại là 0978 297 312 hoặc là 0972 725820, cứ điện đến nhà cô Ước. Đúng rồi. Tức là chuyên về xương khớp và vô sinh. Đúng rồi, xương khớp, dạ dày, mình kiếm một con nếu tinh trùng. Mình hỏi cô cho chắc chứ khả năng là mau đệ dạ không có đúng. Chiếc nó. Mau đệ thì nó không biết gì đó. Dạ đúng rồi, là không nhớ số đâu. Đấy, cứ có gì thì cứ điện cho cô là như vậy. Rồi, con cảm ơn cô. Mà đây là nhà mẹ, đây là nhà của mẹ thôi đúng không mau đệ? Còn nhà mau đệ mình nhớ là một cái biệt phủ to lắm. Không, nhưng mà bây giờ trước khi đi thăm nhà bao đây anh vừa tia rồi đàn vịt đẹp lắm. Tối nay phải làm tí tiết canh. Tối nay là tiết canh, tiết canh vịt ha. Vịt ủa, mấy con chó này có sao không? Không, chó săn nó lạnh. Chó anh khỏi ở đây. Chó săn nó lạnh lắm. Chó này em không biết giữ nhà đâu. Chó không biết giữ nhà thế nuôi làm gì? Nó đi bắt chuột, bắt rắn. Đi săn thôi đúng không? Còn cái hạt đỏ này là hạt gì đây? Thôi tí nữa bắt kìa. Cái này là thuốc ạ. Cũng là thuốc luôn à? Tí nữa bắt sau. Tí nữa lên cả nhà em bắt cá nữa mà. Okay. Hay là anh em mình đi bắt cá trước đi, không có trời tối mất. Đấy, có 5 giờ hơn. Nhà mới bao đệ bên này. Đấy, đi. Ngay cạnh cách một tí thôi. Nhà nó sang bể cá coi bắt một con thịt. Có Ma Đại Ca làm thế rồi đấy. Ma Đại Ca đã từng Con chào cô nha. Con chào cô ạ. Đây mọi người tất cả những cây thuốc sau về sắc ra là sẽ được rửa sạch, phơi khô, sau đó sẽ là cho vào kho để dự trữ nhá. Ai mà có các loại bệnh gì về chuyên về yếu tinh trùng, thận gan, mang thai hoặc là rất là nhiều loại bệnh cứ liên hệ mẹ máu đệ nhá. Vào trong này cái là mùi thơm chưa? Thơm. Mùi rất luôn. Có cái nào chữa mất ngủ không cô? Có. Cô có thuốc mất ngủ. Con cũng hay khó ngủ. Thế á? Như cái cao này có phải là cái loại mà cô nấu đấy, đúng lúc này đúng không? Đấy, cao xương khớp, cao chỉ, cao đủ thứ. Không hiểu có ai bị ho không? Có ai đang bị ho không? Bị ho. Cái xương khớp này là mình bôi và uống hả cô? Xương khớp cái này là ăn. Ăn luôn? Ăn luôn. Cao mấy lại còn cái loại đun nước uống đây. Đấy, rượu xoa bóp thì cái bằng chai này. Đấy, rượu xoa bóp ở đây. Mình ngâm rượu vào. Cho rượu đấy, vào. Đúng rồi, cho rượu vào. Yeah. Đấy cô nấu đây này, nấu cao cô. Thật ra rất là khó, hôm nay là mình đi thăm ấy, mọi người đi thăm nhà của Mao Đệ nên là cô có rất là nhiều loại và bản thân tụi mình thì cũng không biết. Nên là ví dụ như các bạn mà có nhu cầu thì gọi cô sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi người luôn thì nó sẽ rất là dễ. Cứ gọi đến điện là 0978 297 312. Đấy, cô Ước. Đấy, cô Ước dạ dày cũng có này. Cầu được Ước thấy. Cầu được Ước thấy. Cảm ơn cô Ước nha. Cảm ơn cô. Nhưng mà cô Ước này có cả cái sao nhỉ? Mình chức nhận. Huyện Ba Vì. Y đức trong sáng, y thuật chuyên sâu. Vì sự nghiệp đông y, vì sức khỏe của nhân dân. Có khả năng là Mao Đệ mai mốt sẽ nối nghiệp thầy thuốc. Dạ con cảm ơn cô nha cô. Cảm ơn nha. Dạ con chào cô. Anh em mọi người thường hay bắt cá bằng lưới này, bằng các dụng cụ đúng không? Mình sẽ dẫn mọi người đi bắt cá bằng tay. Nhưng mà sợ là bắt không được thì tối nay lại
không có gì ăn. Bắt cá bằng tay xong tí nữa anh em mình sẽ đi bắt cá, bắt cá bằng lưới. Đúng rồi. Tí nữa là tất cả chị em là nhảy hết xuống ao. Đùa à, trời ơi, hai mẹ con gần nhau luôn. Đâu, chung à, chung. Ôi, wow. To nhà kia nữa. Cái này Mao Đệ là nhà to hơn cả Mao Ca. To hơn nhiều. Ôi. 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 Trời ơi. Đúng kiểu biệt phủ luôn mọi người ạ. Cái lần trước đây, có chị em là thích bắt cá hai tay không? À. Bắt cá coi, bắt bắt thì phải bắt bằng hai tay chứ. Nhưng mà nhà to quá. To quá. Đây là niềm mơ ước của bao nhiêu người đấy mọi người ạ. À, rất nhiều anh chị là đi làm từ phương xa, thậm chí là ngoài nước nữa. Nước ngoài ấy, thì cũng mong là về quê xây được một ngôi nhà như này. Đúng là niềm tự hào của cha mẹ đấy. Đúng rồi. Chắc là tôi. Đi anh hãy. Có cỏ cá vàng đẹp không hãy? Mút tay. Ôi, cá vàng này đẹp quá. Mỗi con này mấy trăm triệu đấy mà Mao Đệ? Dạ. Mấy chục. Mấy chục á hả? Dạ. Thường thường là nếu như trong các nhà mà to cỡ này là một con nó khoảng 200-300 triệu. Mao Đệ ơi, có con nào hư không? Trong khu này có con nào hư không mà? Đấy, thịt con này. Ờ, con nào cũng ngoan anh ạ. Trả lời rất thông minh. Nhưng mà dễ thương nha. Đấy, bắt được. Ui. Đấy, bắt cá hai tay được. Ui. Ui, con cá vàng. Ui, có con cá màu đỏ. Cái này nuôi có khó không Mao Đệ? Nuôi dễ lắm anh ạ. À, tại vì cái cá coi này. Nhưng mà những cái da mùa như kiểu trên này á là nó hay bị nấm. Đúng rồi, nấm. Cái da nó không như đẹp. Như đợt trước em bị chết mất chục con cá to. Đúng rồi, mất tiền nhỉ. Nhưng mà ví dụ như con vàng là khoảng bao nhiêu tiền? Con này này đó. Con này ạ. Ừ. Này chưa biết bao nhiêu tiền nhưng mà khoảng tổ, tầm 50-60 triệu. À, 50-60 triệu. Nhiều mà. Anh Hải có nguyên một bầy trên chứ. Không, cái bầy của anh Hải là nó bé bé à. Cái bầy của anh thì nó không tính thì cá nó cá Nhật thuần chủng. Nhưng mà đắt. Đắt lắm. Nó có cái khai sinh mà. Chết hết loạt to rồi. Thế là cá loạt nhỏ. Ở trong cái hồ này có hai con cá mà mình tin chắc là bạn Diễm rất là thích và mình cũng thích nữa. Một là con màu đỏ. Đây này. Hai là con vàng. Đây. Màu rất là đẹp luôn. Hai con đấy ai cũng thích em. Mà Mao Ca biết tại sao mình thích không? Đó là cái màu phong thủy của mình và bạn Diễm luôn. À dạ. Em cũng hợp màu đỏ đấy với màu vàng đấy. Tối nay mình sao Mao Ca là em mệnh thổ. Em là 9 mấy nhỉ? 91 mệnh thổ. À 91. Đẹp ha. Mà đẹp. Đấy, mình đi vào trong nhà chút đi. Đi. Xem là ở phòng em bé là vào nhà là mình thích nhất là xem cái phòng khách các bạn ạ. Em bé này là con của em trai. Con của em trai em không? Dạ. Ở đây là hiện tại là có con Mao Đệ và ai ở đây? Em với cả mẹ với cả. À. Cái nhà bên kia là làm thuốc thôi ha. Vâng. Ôi, đẹp quá. Chào em bé nha. Wow. Đẹp ạ. Đúng là ngôi nhà mơ ước các bạn. Nhưng mà cho mình xem cái chiếc giường ô tô của Mao Đệ được không? Chiếc giường ấy em bị đại cái lắm. Được không sao, khán giả chỉ cần nhìn thôi tại vì không có ngửi được nên là không sợ đâu. Chị thấy tò mò về cái giường này. Đây à? Em bị đang nằm chơi à. À, ôi đây này. Wow. Đây là chiếc giường mà mình đã xem trên kênh YouTube Tam Mao TV rồi. Giường này đẹp nha. À, có cho nằm thử được không? Được ấy ạ. À, đây, đúng không? Đấy. Cứ chạy ra chạy vào đấy. Đây là hình trước này là Ferrari à hay là Porsche này. Ôi biển này là khét thế. Bao nhiêu đây? Ngũ quý 9 anh ạ. 29A ngũ 9. Biển này mà ra đường thì biển ra đường là bị bắt. Biển phải nói là nhà rất là rộng luôn. Tuyệt vời các bạn ạ. Đấy, mình chỉ cần xem sơ qua dưới này thôi là mình đủ biết là ngôi nhà là đẹp như thế nào rồi. Anh cũng sửa cái nhà. Đẹp quá ha. Nhà rộng, khuôn viên rộng. Mình đi bắt cá thì tối mất. Cái hồ cá gần đây không? Ngay đây ạ. Thế là anh em mình sẽ đi ô tô tiếp. Đi sang cái hồ cá để bắt cá nha.
Bây giờ là anh em mình đi tới chỗ bắt cá. Nhưng mà mình nghe nói đây cũng là một biệt phủ của Mao Ca đúng không anh hả? Chỉ có cái ao thôi, nhưng mà nghe bảo xây nguyên cái biệt phủ chỉ để quay phim thôi. Nhưng mà phải nói là rất là nể cái khả năng thiết kế, khả năng làm nội dung của Mao Ca bản gốc. Có nghĩa là mỗi người lũy tre làng về bé này thôi mà mấy nghìn video. Bây giờ anh em mình xuống đây để bắt cá. Nhưng mà nhà này là theo phong cách Nhật Bản hả Mao Ca? Đó. Nhà theo phong cách Nhật Bản à, cái này này. Đẹp quá. Em xây cửa lừa, đã biết thể loại gì. Thôi, phong cách kiểu gì? Đây, đây đang xuống ao cá của Mao Ca em. Mày tháo ao chưa? Nó bây giờ nó mà cạn gần hết. Có cái roi ăn được, cái roi phát quạch được. À, cái roi ăn được. Kia kia là phim trường bao nhiêu bộ phim bom tấn kia. Làm cỏ luôn này nha, làm sân cỏ. Cỏ này cỏ xịn luôn này. Hay đá bóng luôn này. Có vườn rau nữa này. Ôi, em thấy đằng kia có mấy trái bầu kìa. Đó là cái lưới vét đâu nhỉ? Kia. Ôi, đây bên này có một cái giống như cái lò Mao Ca ha. Vâng. Đây này. Lò nướng à? Ở đây là một ngôi nhà này chắc là cũng đang hoàn thiện đúng không? Vâng. Chưa xong. Bên này có bếp này. Vâng, em đang tương lai chắc là bật hai anh em sẽ có rất nhiều bom tấn ở đây. Bật hết nước lên cho anh. Bên này mình thấy có mấy cái bầu dài luôn. Em đang làm dở chưa xong. Con này chỉ còn sống không? Chả biết được, chỉ bắt về mà nướng. Bên này là vườn bầu à? Đây. Đẹp quá. Vườn bầu này. Hôm qua hôm nay mình vừa được ăn bầu, bây giờ lại có bầu luôn. Bầu này hấp cá. Ui. Không này. Sao trái này nó xoăn tít vậy thế? Sâu hơn 1 mét à? Vâng. Được. Nhưng mà cá này nuôi cái gì trong này mau đệ? Nuôi cá trắng đi ăn. Nhưng mà mau đệ biết bơi không? Có, em biết bơi. Nếu mà 1 mét thì có sợ bị chìm không? Không. Không à? Em bơi 3 mét cũng được. Ôi nhưng mà anh không biết bơi. Có gì cứu anh nhá. Anh phải đưa, mà cứu anh chỉ có chìm theo thôi. Ai như ai xung phong bắt cá? Anh Hải. Nói chung là bắt cái này đơn giản, chỉ tầm 10 phút là sẽ bắt được. Lùa một cái. Bây giờ anh em mình, bây giờ em độ với anh đi. Xem là trong vòng bao nhiêu lâu được bọn anh bắt được cá? 7 phút. 7 phút hơi ít. 10 phút. 15 phút. 15 phút. Nhưng mà có trường hợp nào mà kéo không có cá không? Có chứ. Kéo không biết được ấy ạ. Có chứ, cá dưới nước thì làm sao mà biết được. Thôi mọi người cố lên. Bây giờ ai mà bắt được cá là có thưởng nha. Sâu không? Sâu không? Đấy, sâu rồi. Không sao đâu. Rồi, còn chi. Em kéo đi để anh đuổi cho. Vớt cái bầu này. Anh ở đoạn trong. Em không biết bơi. Không phải, em không đến chân. Chỗ đấy phải đến vai anh. Sâu nhất chưa? Sâu nhất chỗ kia. Anh bây giờ mình đi lên chỗ kia. Mình đi lên chỗ nông mà. Chỗ anh là sâu nhất hay hả? Anh Phương ơi, đánh luôn đằng này thôi, tránh dây điện. Ôi, hay gì dây điện có cái gì đâu, có điện đâu. Ở dưới nơi này có điện hả Mao Ca? Không có điện. Ai là nhập đâu anh? Dây điện có cắm đâu. À, có dây điện nhưng chưa cắm. Anh đi về cái mép kia đi anh ơi. Anh đi về cái mép kia đi. Anh đi thẳng về cái mép kia. À thế mình đi qua đây. Mấy con cá là lên đợi em chờ. Bà ơi. Con chào bà nhá. Con chào bà. Rồi rồi, thế thì quay nó là lại đấy. Quay luôn góc này nhá. À, anh sắp vào đấy nhá. Từ từ đã. Nó lao vỡ mặt đấy. Hôm nọ em bị lao vỡ được chân mà. À, có cá. Cá ở tao kìa. Cá gì đây? Có cá. Ui, cẩn thận đấy. Bơi, uống no nước bây giờ. Bóng ơi. Ôi, ôi anh nhảy kìa. Con à, được cá. Cẩn thận con cá nó lôi xuống ao. Cá sục. Đấy, ra đưa cho chị cầm lên đó. À, giống cá quả.
Ủa con đó là câu à? Con đấy câu ngâm. Câu ngâm. Còn bây giờ đang chờ cái lưới này. Tôi là cứ cẩn thận này. Thôi em không ở nhà nấu nướng đi. Nấu với gà đang vịt đang đi thịt. Nhưng mà em thấy êm lắm anh Hai ạ. Không thấy động đậy. Không nhiều lắm. Này, mày hộ anh ở đây đi để anh đi. Đây, anh còn lẻ. Anh sợ cá nó phi vào người đúng không? Ờ. Thôi em vào trong nhờ. Này. Riêng là con nào ra phát thì vồ luôn nhỉ? Từ đã, nghe không ổn, đỗ là không ổn à. Không sao, có đấy, có hàng đấy. Có là nó phải đi rồi, em thì em ru à. Rồi, bắt đầu mau lại ấy đi. Cho vào trong nữa. Cho vào trong nữa đi. Ui! Có rồi, hàng to đấy. Hình như da mất rồi ấy. Chưa, ở dưới. Chưa đâu, nó dính mắc ấy. Xong da mất rồi. Vừa thấy nó phi ra đúng không? Phi. Ấy! Đâu không, tay. Nó phi ra mất rồi. Phát mất à? Nó váng. Mây khoáng. Ủa kìa, nó đi ra mà bên kia là đục ngầu cái bùn đấy kìa. Cái này đây, đúng không? Nó phi ra rồi. Cái màu chỗ này các bạn này. Đây này. Lôi dịch vào đây nữa anh. Kéo vào đây. Lôi dịch vào đây nữa đi. Đấy. Mất ăn rồi. Mất rồi. Lặn đi. Mất có to rồi. Ôi có anh. Có hàng nào ấy. Có ở đây nào ấy. Ờ. Em thấy nung. Đúng rồi. Cẩn thận đấy, anh chỉ sợ nó phi vào mặt thôi. Chứ anh mấy lần bị nó phi vào mặt rồi. Phi vào. Tức ngực luôn. Coi lặn rồi. Ôi có con cá bé. Lặn xuống đi. Lặn sợ nó lao đầu em. Không. Tí lặn nó thấy nó quay táng ấy. Đâu làm gì có con nào nữa đâu. Lặn xuống rồi. Cắm mê. Mê rách. Mê trắng nhỏ. Đấy có đấy, có hàng đấy. Không có. Bây giờ dồn đến góc kia thì chắc chắn là được luôn. Ừ. Không không á. Ôi đánh đi dồn cho. Thế là mé này hỏng rồi. Xuống một góc đã. Đạt xuống đi. Cho anh Hải xua, anh bơi sang chỗ kia xua phát là được. Đâu, bơi ở đâu? Đây, anh đi vào góc kia kìa. Đấy, để em chặn bên này. Em đặt chặn bên này. Cháu làm việc rồi. Bữa ăn ngày hôm nay là hơi vất vả nhưng mà có con cá lóc nước chui là cũng được rồi bạn Diễm à. anh đi vào trong góc lều của anh xua sang bên này. Ở đấy hơi làm đá, anh đừng dùng đá chân lung tung quá. Anh đổi cá về bên này nha. Đấy, anh Hải, anh đứng thay mát quan tâm luôn nha anh. Có những cái hòn đá cũ ngày trước xây ở đấy, anh đá chân lung tung nhá. Em vét vớt lên rồi nhưng mà sợ không hết. Rồi, anh vào xua đi. Anh Hải đi phía bên kia kìa. Nói chung là cử người đi xua là đúng người luôn đấy. Đúng nghề. Này tưởng mà khi nước lên tận đây thì sâu lắm nhở? Chả sâu, 3 mét nước thì chả sâu. Cá to thì chưa biết có không nhưng mà có con này nướng chui thì mọi người miếng cũng được mọi người. Đây con to này cũng con to. Chua đấy là nó phục. Biết là bị thuốc không nhưng mà cái gì cũng biết là cháu. Dạ. Tưởng là bị thuốc không nhưng mà cái gì cũng biết là. mình làm chồng còn làm được nữa là làm cái gì làm chả làm được. Nào Dũng đừng đi thế. Dũng đi thế khác gì mày xua gì mày xua cá đi. Em đi gần ngang. Gần ngang thì từ từ đợi thằng Đạt nó đi trước mày chứ. Đợi bộ không được bắt đầu ghét nha. Anh thua khô văn không em. Hồi nãy là anh em mình tính là ra chợ các bạn, gần nhà Mao Ca Mao Đệ là có cái chợ rất là lớn, tính là nó mua đồ ăn nhưng mà hai anh em là quyết tâm phải bắt được con cá để mời team Phạm Dũng nên là hơi vất vả một chút. Có mấy con cá mò mình kia. Rồi anh Hải phóng vào đi, anh Hải phóng vào đi. Anh Hải vào trong đi. Anh Hải đi vào trong đi. Anh nhanh đi vào trong đi, tỉ cả nó phi. Vừa sao? Ôi ôi vừa sao mà con to đùng luôn. Đi vào đi. Anh cứ vào đi. Đấy, thì chết rồi. To lắm. Từ từ anh nhá. À, từ. Đúng hàng luôn đấy. Từ từ đi sát nào. Từ từ để cho nó trùng lưới ạ. Vậy anh Hải lại. Bắt được hai con lớn rồi. Một con 90 kg và một con bao nhiêu ký thì chưa biết. Hơn 20 kg. Mao Đệ hơn 20 cân á? Vâng.
Sao em nghi nghi rồi? Đấy, đâm đây này. Đây đây. Đâm sầu rồi. Kìa kìa, nó đục ngầu đây này. Ôi, đây đây, anh ơi. Đúng, nó đục ngầu rồi, do anh Thái quần. Tí nữa nó nhảy lên mặt. Dùng cái gì nhỉ? Từ từ nhá. Giữ cho em để em đấy nhập cái chì. À, giữ đi. Giúp rồi, giúp rồi, giữ. Đây đây đây. Chị em nào giúp đỡ các anh dưới nước một tay. Này này, ra đây, ra đây, ra đây. Con này thì nước. Đây đây. Ui, đang chém. Rồi rồi, cứ cho nó tất vào trong con một mẻ. Không được con to thì vặn hai con nhỏ cũng được. Con đấy quét đi chứ nhỉ. Anh cũng phải né né giống như chú, nó phi vào mặt. Gãy răng. Nó lao ghê lắm ấy. Ôi, sâu thế á. Sâu lắm mà. Nhưng mà sâu thì nó cả lên sướng. Thế này mà nước có lên đến cái cống thì sâu lắm. Mùa này nó đang cạn nước đúng không cô? Anh ạ, cho cái bình kia. Chứ nó lên tới cái chỗ cái vết này các bạn này. Những cái ao khác cạn hết nước rồi. Quanh quanh đây cạn hết rồi. Trên Sa Pa không có nước để nuôi cá hấp tầm nữa. Năm nay nó kiểu năm nay cạn thật. Đó, đâu hết nhỉ? Ôi, kéo nó chảy. Ôi, nó tẩy ra mất rồi. Không. Cái bùn ra rồi. Không, bùn nữa đâu. Tẩy ra rồi, cái kìa. Ôi, vẫn còn. Vẫn còn. Thôi chừng là lưới rỗng rồi. Không, lưới vẫn nguyên. Thôi, đấy. Nhìn cá sự. Ui, bé, bé, bé. Nhìn gầy trơ rồi kìa. Đấy à. Cá lóc chả có gì cho nó ăn. Chả cho ăn. Đầu to. Đấy, 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 có cá đấy. Có cá, chấm đen rồi. Chấm đen, chấm đen rồi. Chấm đen thì kìa. Chép. Chấm đen thì dễ đấy. Miếng thì trơn trơn nữa. Con chép đi này. Đây, có một con gì đấy ạ? Con chép. Ui. Không bắt được con to thì bắt hai con nhỏ. 3-4 cân, 4-5 cân. Ôi, mẹ cây con đá này. Con đá lên đi. Nó hở lưới đúng không? Đâu thì bắt một con kia đi. Nó chưa mò nó đâu mà bắt đấy. Đây 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 đây. Vừa đá gì? Con cá bé. Đây này. Chép rồi. Mày tưởng là chép. Chép rồi. Chép mà. Con này hình như là con cá coi của Mao Đệ nó ra đây thôi. Không bảo sao bé thế. Em xe cơ. Con này mà thả bể đi, với đi. Mang về thả bể đi. Ấy, cho lên bể trên này đi. Linh cho lên bể trên không đi. Không để dưới này nó to nên mới để lên. Rồi, đi đưa ông công ông táo lên trời nhá. Đưa lại xuống quần. Người ta ông công táo thả ra. Giao thông nước mình thả vào ao. Em mọi hôm chỉ đưa mình. Ôi, cô cá, đâu lại đi lên. Cô cá mà. Hình như là mày mò vào cá của anh hay sao á. Ông cá to thật. Nó vẫn còn nằm trong lưới đúng không? Con cá chép. Nó vẫn ở trong lưới, vẫn ở trong lưới. Anh cứ đây rồi, lại một con chép vàng nữa. Tao phải có cái vàng ở đây. Nhiều. Con đông công con táo. Nhưng mà phải nhỉ? Nói là độ nhạy bén của Mao Đệ phải nói khét đấy. Đường nào cũng thả. Bạn ấm văng con đá phát là dính văng ra luôn. Bây giờ sáng hóc kia. Thế là hai lần là chật rồi các bạn ạ. Phải chờ lần thứ ba. Biết nãy đừng đoán, nãy đoán 7 phút rồi hơi ấy mọi người. Đây bây giờ mình đánh lại cái góc kia. Anh Cường ấy thì đánh cái góc thấp kìa. 210 chua rồi. Hôm nay là Mao Ca là quyết tâm phải bắt được con to nhất ở trong cái ao này. Ban đầu anh em mình cứ nghĩ là nhanh bắt được cá thôi nhưng mà không ngờ lại lâu vậy. Mọi hôm bắt ghê lắm. Hôm nay làm như con hải lội xuống. Sao kiểu nó nhiều rồng mỡ quá ra. Nhưng mà cái con cá này nó gầy quá, mình thả nó ra được không? Hay là mình đem về luôn? Con này cái đầu nó to quá ha. Nó gầy quá. Nó nằm luôn đây vãi cả cứt. Nằm như rồi. Cái nó đầu to. Từ từ đừng vào đấy, vào đây. Đừng vào đấy. Đừng vào. Ủa giời, cái thằng. Cầm đà ném. Đừng vào đấy. Vào đấy. Đang biết trong đấy lại đi vào đấy. Nó phải xua ngoài đây này. Xua em xua đây đứng đây. Ờ rồi thế thì đừng có vào. Đừng đấy, đừng đấy nó khoáng. Cái này mấy tạ? Mấy tấn? Em chả biết, em cứ câu về là em thả xuống ấy. Hoặc là em mua những con cá to em thả xuống. Bắt chuốt rồi. Mọi người câu chuốt thì chuốt. Ui ôi, mẹ nó vừa phi vào đây xong. To lắm. Anh đi sát, sát bờ ấy. Ừ, anh đi sát rồi đây. Anh chờ đây nhanh đi. Anh chờ đây cái đồ, cái khoảng này. Nó đi ra đây. Đúng rồi. Mà
đây em. Vừa phi các anh đi. Rồi thôi. Anh Hải đứng đấy. Anh Cường vào. Nhớ nhớ. Anh Hải đứng đấy nhá. Ừ. Anh nhiều cả con này. Mày mày xem chì trước nó có bị lên cao. Em ơi xem chì đi, xem chì dưới đi. Ra xong rồi. Vào đây. Vào đây. Lưới để đánh cả được cá đâu đây, lưới đánh không được. Lưới vét này nó không có túi mà. Nên là nó cày. Mọi hôm có đỗ được mấy con. Yeah. Em xuống chơi là được. Cái lưới kia đâu? Lưới kia trên ấy. Đánh lưới này mới được thôi. Lưới kia nó phá nát đấy. Nhưng mà có còn được hơn lưới này. Hả? Hả? Chỉ lưới đang nổi từ từ. Nổi á? Ở dưới nó hở đáy đúng không? Hở dưới á. Hở đáy thì nó là vọt ra hết rồi. Tưởng dễ ăn mà. Khó quá các bạn ạ. Cái cây tăm này. Đâu cây tăm? Hay là mình có cần phi ở chợ mua dự phòng một con trước không? Ờ. Con cá mè trắng luôn nhỉ. Ôi con cá mè trắng mà làm tí gọi. Em gọi, em xem gọi. Anh thế. Làm tí gói đi kìa. Ấy, mới chả thấy con nào lục đục lục đi nhỉ. Không thấy phi gì cả. Ông cứ sợ mất nặng cá không đánh ở đâu mà. Nó bảo hở chi gì đâu ra cá mà. Lục đục. Đâu rồi, anh nhắc nhắc vào đấy xem. Tầm lưới trên nhà còn nhỉ? Cắn nó này. Hả? Phải bắt được nó. Ấy, cái gì mắc cái gì ấy? Chi cắn. Anh cắn. Thế bọn nó đi ăn trộm cá nào đánh. Ấy, cái tấm này đâu anh Hải? Ừ. Anh đổ thế là nó ra hết rồi. Ôi giời. Anh Hải để chân ngoài. Ôi, anh không, Hải ơi. Mà, sát mà. Anh phải cho cái chân chì vào luôn. Sát vào tường á. Sát tường luôn. Cái chân của nó. Bọn nó đang chạy sát rồi. Nó đấy, 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 vẫn khó mà. Chân em. Chân em đập chì chả con. Rất là khoáng đặt. Mọi người ấy nha, tụi em đi ra chợ trước. Cái gì? Im hết. Nó mà có nơi đây là lau rục rồi. Đặt, đặt mình. Có. Anh sát vào. Thế từ từ. Anh sát vào. Không, sát cái chân ấy. Ừ, sát cái chân. Nào, ra đi, ra đi. Sát nữa. Đấy. Nằm đây. Ôi, đây. Vừa chạy đây rồi. Không, ra. Không ra là sao được. Bây giờ nó im lắm, bị nghịch suốt. Đặt nó khô đi. Khô nó nằm đi này. Kéo lấy chân kéo kéo. Nó sao cái gì nó cục khịch ở dưới cái cây này này. Trong này. Đấy, nó đâu chân của Mao Đệ. Dí hai đầu xuống rồi là đây, nó nằm. Anh vào trong đúng đoạn này. Lặn như tàu ngầm ấy. Đặt công nước. Nó vượt quanh đấy mà. Đặt công nước à. Mà thấy cái con mà giờ này nó vơi như nhái đâu. Nó vượt quanh đấy mà. Trời ơi. Khó. Từ. Cứ bình tĩnh nha, không chạy đâu. Đây. Tỏ. Thấy à? Ui, trắng đen rồi. Chuẩn bị anh em nhá. Đen này chéo, to đấy. Vào việc, vào việc. Có đủ làm gói chưa? Đây, bên này. Anh Hải che mặt à? Quần dưới à? Nó lao vào ngực em mổ hết ngất luôn đấy. Ngất luôn hả? Ngất luôn. Mao Đệ bảo nó mà lao vào ngực là ngất luôn. Vẫn ở trong này mà. Không ra được. Cường không làm được việc à? Nó không có túi. Không phải con đấy, con to cơ. Tay mà. Vợ bảo là Cường không làm được việc này à? Để chị xuống. Em xuống mắc lưới là chết dưới lưới. Anh bên kia em bên này. Không ra được. Có không? Chỗ anh bê cần. Đây rồi, sát cũng luôn kìa, cả chân trước cả sau rồi. Sao mình không thu lưới lại được à? Thu dần lại, kéo dần lưới. Đạt vừa chân anh Cường, anh cứ xuống chân đạt. Không, con cá nó còn dậy. Con to đấy. Chép hay xào ấy? Chép. Con cá to ấy. Tí nữa mất rồi. Không thấy nó đâu nữa nhỉ? Chả có, đâu có thì nó quẫy rồi. Không. Bây giờ, nước sâu nó, à? Đây này. Đây. Im. Im nhá. Cái chân của Mao này. Ấy, đấy, được. À! Chồng đen rồi. Ôi, con này không bé đâu. Con này phải 7-8 kg rồi. Lên
Con bảo sờ vào cá mà cứ bảo sờ vào người. Em bảo rồi chỉ có em làm được việc thôi. Thôi, anh lên đỡ cá nào. Đây em lên nào, để em đỡ. À, đứa nào kéo anh lên cái. Okay, đó. Nặng quá. Anh Hải nặng quá. Nặng quá, anh phải bó một tay thôi, anh bó một tay vào tường đẩy lên chứ. Nặng mông. Ấy. Ủa, ôi ôi. Anh quấn sát lưới chưa? Quấn rồi, quấn em rồi. Nhấc lên không? Ừ, thôi thôi để anh Hải một tay, sợ, một tay bấu không ấy rồi nó lại ra chỉ đường nào không lên nào đủ sức thôi anh Hải. Ơ nó lòi đuôi kìa, nó lòi đuôi cánh cửa kéo rơi đấy, không rơi được rơi nào. Nó khỏe quá ai à, ai à khỏe quá con này mà lao vào người anh cười, anh nhấc lưới lên kìa. Thế là có ăn rồi. Rồi con này có làm gỏi được không? Con này thì không gỏi, không ăn gỏi đúng không? Mai thôi. Bữa trưa mai anh em mình ăn gỏi, tại vì đường nào cũng chờ luộc kia. Bao việc. Hợp lý hợp lý. Tưởng không được ăn hóa ra là. Thế là. Ôi, con này to rồi đấy. Thôi, đây. Này, đây em về anh. Cá đâu? Nấu dưa nhá. Con này khoảng bao nhiêu ký? Hấp. Đây này. Con này chắc khoảng 7 tấn cơ. 8 không được. Đồ luộc mà. Khỏe à? Có con vẫn còn cá đầu yến ạ. Còn con yến ấy. 7 cân. Chết mất con to nhất. 7. Cho gì cái sắt ạ? Con này bé gì? Không bé đâu. Cẩn thận nó văng dưới nha. Thôi, nhấc cả lưới lên. Nhấc cả lên trên này. Cho chắc. Chắc. Ấy. Anh cười không? Nghi ngờ lắm. Nghi ngờ là nghi ngờ. Nặng cái con này chục cân. Không đến. Em bao nhiêu người đấy? Nó phải cân trước anh lại chục cân. Không, anh đoán con này chỉ khoảng 7 cân đổ lại đâu. Phải chảy nhỉ. Cần chuyển phẳng chặt. Hết rồi. Rồi, lên đây là an toàn rồi. Này, con cá nó hút này. Đâu anh Hải? Mau để bảo là nó ấy rồi. Nó hút tí mấy tay luôn này. To. Để em thử phát thôi. Ôi, nó còn dài, nó sắp dài bằng người mau đệ luôn rồi đấy. Ủa, anh em vào chỗ tụi mình. À, chụp hình, chụp hình, chụp hình. Bây giờ tao có một thằng quá chung. Quá đẹp. Quá đa luôn. Ôi, nhưng mà tao lên đây nó ngoan quá hả? Đây, nó hết sức rồi. Ủa, nó hết sức rồi. Nó chỉ có sức khỏe khi dưới nước rồi. Đâu, lúc này nó dãy phát đập bắt đầu vào đá luôn. Con này. Đây, rồi, đây, một thôi. Ba con chặt hay không bố? Bây giờ là anh em mình đang chờ hấp cá các bạn ạ. Nhưng mà mình thấy là Mao Ca có một món rất là đặc biệt đang hấp mà. Chuẩn bị mời mọi người. Bố anh Hải là món gì đấy? Hải đoán thấy món gì? Nếu mà anh đoán chuẩn thì sao? Thì anh muốn gì cũng được. Ôi trời. Đây quá đơn giản. Món gì? Đó chính là món. Món trong nồi. Món trong nồi. Món trong nồi à? Đây. Bất ngờ sẽ được một quý. Đây. Ủa? Sao lại luộc đũa? Cái này gọi là món đũa luộc. Mọi khách đến thì mới có món này đấy. Món đặc biệt nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Làm được khi mà đi ăn mà gặp được cái món này luôn. Anh em mình mua đũa mà khử độc ấy, mà thử xem có độc hay không ấy, là rất cẩn thận rồi đúng không? Nhưng mà cái này còn cẩn thận hơn cơ. Món đũa luộc. Nhưng mà sao phải luộc cái này Mao Ca nhỉ? Vệ sinh rồi chứ. Vệ sinh nhỉ? Đũa mới mua. Đây là luộc đây. Đấy, quá chú đáo các bạn. Đấy, anh Mỹ học cái bài này nghe chưa? Mất cả buổi chiều để đi bắt cá rồi bây giờ lại mất thêm một tiếng để luộc đũa nữa. Nó ra cái màu này. Đấy, cái màu sơn ấy, màu cây màu sơn. Màu sơn của người ta khổng nó màu hết là không sơn. À. Cái màu gỗ đúng không? Người ta luôn luôn nó sẽ xịt vào cái chống ẩm hay là cái gì chống gốc chống như thế. Đây này các bạn nhìn này, khi mà luộc lên thì nó ra một cái màu tương tự như cái màu đôi đũa luôn. Đó, nên là luộc cái này là cẩn thận đấy. Rất cẩn thận. Thấy tối nay là ăn yên tâm. Ăn đũa luộc. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức bữa tối rất là đặc biệt của anh em mình tại nhà anh em Tam Mao nha. Em mời cả nhà nha. Cả nhà nha. Anh Hải hô đi.
Nào, anh em hô nhá. Chia. Anh chị em ơi. Hai ba. Dô. Hai ba. Dô. Hai ba. Bố. Ta mau tìm đi. Mai đi. Mời cả nhà nhé. Ừ. Hết luôn nhá. Đã đây. Cứ uống từ từ đấy nhảy ạ. Tại vì mình còn nhiều món ăn lắm. Không. Trước tiên thì mình giới thiệu bữa tối ngày hôm nay thì có món đặc biệt nhất là con cá chấm mà mình hấp ha. Đấy, hấp thì bên kia phần đầu, bên này phần đuôi. Còn đặc biệt hơn nữa là mình có một cái món mà còn thơm hơn cả cá hấp nữa cơ. Đó là cái món vịt luộc. Vịt ở đây phải nói rất là ngon các bạn. Vịt với gà luôn. Khi mà chặt rất là thơm nhất mũi luôn. Vịt nhà Mao Đệ đấy. Vịt nhà Mao Đệ ha. Lúc anh em mình ra định bắt ở ngoài chó đấy. Nhà Mao Đệ cho hai con luôn á. Cảm ơn cô Ước nhiều nha. Còn đây là cái trên vùng cao thì thử món măng vùng thấp này đi. Măng nướng. Còn cái dưa chua này là nhà Mao Đệ nhà Mao Ca muối chua này. Rồi gà luộc này. Đấy, còn cái này là món giống như phở cuốn à. Cái này mình thích này bạn ơi. Đấy, cho anh Hải một mình một. Anh Hải là một cái Âu này luôn. Em mời cái nhà chú cơm nha. Thế nhưng mà Pơ ơi, Pơ đổi chỗ cho Mao Ca, Mao Ca ra đây ngồi với anh đi. Đấy. Anh em mình solo cái chỗ này. Là mình ngồi xen kẽ ha. Đấy. Cứ một bên này cầu thủ của ta. Và bây giờ là mình sẽ phải nghiên cứu xem là ăn ơi, món nào trước này. Anh kèm Mao Ca, em kèm Mao Đệ. Đó. Quá nhàn luôn đấy. Mao Đệ không được hả? Nhưng Coca ăn say. Muốn Coca ăn say hả? Thế thì anh em mình bắt tay cái là mình rất là hợp gu với Mao Đệ. Nhưng mà mình cực kỳ thích cái điệu cười của Mao Đệ luôn. Này gọi là điệu cười có 102 ở Việt Nam đấy. Thôi anh em mình hết cái đầu đi. Anh em hết cái đầu đi cho nó. Đây là anh em ơi. Mới này. Ôi cái anh. Đấy, cái đâu rồi, cái đâu rồi. Ừ. Sư đâu? Đấy. Anh Hải thử món cá đi. Ừ. Cá anh em mình bắt. Mình phải ăn cá trước ha. À, đúng không? Cho cái gan vô chấm chéo nha. Đây này. Quá tốt luôn. Mọi người thử cá đi. Cá ao nhà mình nhá. Anh em mình hôm nay thử bắt nha. Đây này, ăn thì phải ăn mấy cái này. Ui giời. Cái nầm. Đấy, cái nầm. Thầy Huấn bảo rồi. Thầy Huấn nói, thầy Huấn là đang ở trên nhà hàng. Anh Mỹ, em bên này có đấy. Ui, nào, vô cái nào. Vô, với anh em nhá. Ui, này, nó béo kiểu tan chảy trong mồm luôn á. Mọi người nhớ theo dõi ngày mai anh em mình sẽ có đợi làm siêu phẩm. Siêu phẩm, sự kết hợp gọi là giữa anh Hải thì có tài năng đầu bếp để gia vị các kiểu này. Mình thì sẽ đặc sản ở đây là ba vì. Có con bò vàng nhưng mà mai sẽ có thêm đặc sản nữa là con đà điểu. Sẽ là một con đà điểu hầm cách thủy. Ừ. Cả con. Ok chưa? Rồi. Nhưng mà không biết là có thành công không thì nếu không ăn được hên xui, thì... hên xui. Nhưng mà con xin lỗi là nếu mà không ăn được thì mọi người thông cảm. Nhưng mà Mao Ca này bây giờ cái phần hầm thì nó sẽ nhanh hơn, còn hấp thì có dự kiến là khoảng bao lâu không? Cả ngày không? Nói chung là sẽ rơi vào độ tầm 7 tiếng. 7 tiếng. Thế là gần bằng luộc bánh chưng rồi đấy. Tiết lộ với lại là khán giả kênh Phạm Dung là Mao Ca ngày xưa là một đầu bếp gọi là cừ khôi. Chân rửa bát với cả là đi dọn bếp rồi. Cái này là nói đùa hay là nói giỡn? Đấy thật ạ. Nói thật hả? Trước em sinh viên em gọi là làm thêm để trang trải cuộc sống. Thế thì anh em mình có cái nét tương đồng giống nhau. Anh Hải thì đánh giày này, Phạm Dũng thì đi làm thêm phục vụ này, còn Mao Ca thì là đi phụ bếp. Nào, thôi anh em mình nâng ly nhỉ. Tất cả là vì con em chúng ta. Mời cả nhà nhé. Chúc mừng nhé. Ui, đã thế. Bia này là bia Hà Nội đúng không Mao Ca? Bia này đúng bia Hà Nội. Đấy. Chỗ em là Hà Nội mà. Hôm nay là hy vọng là khi mà ăn xong bữa cơm này là có thêm cái sữa chua ba vì để tráng miệng. Có sữa chua thì nhiều lắm. Nói chung là thoải mái. Mà đặc biệt nha anh Hải, luôn. Cái sữa chua ba vì á, cái sữa chua lên men của ba vì là cái hương vị cực kỳ luôn giống đấy. Sữa chua nhà làm luôn. Rất là nổi tiếng luôn đấy. Ngon lắm.
Cá. Diêm ăn đi Diêm. Cá này nó người ta câu về xong rồi nuôi một năm rồi đấy mà nó vẫn hơi béo béo. Nuôi một năm rồi. Mà nó vẫn hơi béo béo. Tại vì là không có cho thức ăn đúng không? Vâng. Cái ao cá nhà anh em là có toàn bộ cái cá mà anh đi câu về. Anh yêu ăn hay đi câu rồi có hôm về thả. Thả anh đấy. Câu anh câu có hai tạ thôi cái thứ. Anh câu có hôm em xem thấy được nhiều vậy. Ừ. Câu được hay là cái đó. Có ao nhôm không? Câu được để mình thử xem là cái miếng cá của Mao Ca, Mao Đệ và anh Hải bắt xem như thế nào nha. Béo ngậy luôn. Mời các bạn nha. Nhưng sao nó béo quá à? Béo mà. Béo lắm. Ăn cái phần nạc nó mà nó rất là béo. Cá này để gọi là giảm mỡ khá là lâu rồi. Nó chỉ ăn rêu với phụ du các kiểu. Phụ du trong. Không cho ăn gì. Trong ao rồi đấy. Tức nhưng mà bao nhiêu nó quẩn rồi. Hồi đợt đó là lẽ ra là em nếu mà em không nuôi cần câu ra thì em cũng mang lưới em kiểu vét. À, thì cái vét lên mà người chơi. Cho lại hả? Chơi hả? Cho nó tập thể dục. Nhưng mà hỏi Mao Đệ này là nhà là có cô Ước là mẹ ấy. Dạ. Làm thuốc rất là nổi tiếng rồi. Thì Mao Đệ có tính là một ngày nào đó nối nghiệp mẹ không? Mà không làm YouTube nữa. Thất truyền. Nhà em nhiều đời làm thuốc nam rồi nhưng mà đến đời đấy sau thì chắc là nhà tôi ba đời làm thuốc nam tới đời Mao Đệ thất truyền. Mẹ của Mao Đệ cô rất là dễ thương luôn, cô Ước ấy. Chung là xong rồi lúc về con cô hỏi là mẹ anh Dũng là đau tay thế nào thì có gì cứ gọi cho cô. Bác sĩ nói là mẹ mình á, trong vòng nửa tháng nữa nếu mà uống thuốc không thuyên giảm là sẽ mổ. Mà không mổ là khả năng là hai cánh tay là không cử động được luôn. Rất là bất ngờ luôn. Một cái triệu chứng nhỏ đau cái cổ tay thôi mà đau cả hai cổ tay các bạn ạ. Thì mới đi khám chiều hôm nay. Ai mí xong hỉ ăn thấy sao rồi? À, làm riêng chùy đi nhỉ? Cá béo quá. Ok. Tối nay em phải say đi nhỉ, cho nó buồn nhỉ. Ôi em nghe là phải say. Anh em rồi, lên đây. Chuẩn bị nào. Anh này hôn mắt nha. Ok. Anh em ơi. Tam mưu. Má đi. Mãi đỉnh. Thôi để Phan Diễm hô đi. Mãi đỉnh. Thôi ăn hô đi. Mãi đỉnh. Không nhưng mà mình thử lệch 6 tháng là mọi người có ấy không. Nhưng mà thôi được. Từ mãi đỉnh thì được rồi nhá. Lại nhá. Anh em ơi. Đấy. Đúng rồi. Lâu lâu không uống thì đá thật đấy. Mọi người ăn thử cái vịt này đi. Ăn cái măng này xong. Vịt nhà Mao Đệ đấy. Hai có cái đùi. Này ngon lắm này. Các đi ăn cái này đây. Đúng là cái ăn mềm. Dạ vâng. Cảm ơn anh Hải. Ăn đi em. Mời các bạn nha. Chấm với chấm chéo này. Vô. Đây để ra. Ui. Vâng anh em. Chấm chéo mà hôm nay về nhà Tam Mao là có thêm cả cái hành tím cắt vào. Nên hiện tại mà các bạn mua của Hữu Dược của Phan Diễm mua 3kg thì Diễm tặng các bạn một lọ chấm chéo nha. Nó một vị khác luôn. Thơm. Ngon hả? Em thích nhất cái món ngan này nè. Ngan luộc á, ngon lắm luôn, chấm mắm gừng. Vịt vịt. Con vịt hả anh? Vịt nhưng mà nó đắng là chấm với đậu xịt nó ngon. Ngon nhỉ? Ngon. Đây không có là thời gian làm chút canh. Cảm giác là như là vịt ở trên bản vậy á. Thơm lắm. Vì nhà em nuôi lâu rồi, thả đâu. Các bạn vịt nhà Mao Đệ ăn thảo dược. Ăn xong rồi hàng ngày nó hít thảo dược. Ở nhà Mao Đệ là ngày nào cũng hầm thuốc nên là đó. Cái mùi thuốc nó bay ra không khí. Thơm. Hết đi em. Hết à? Anh em hết đi. Mấy chén xin. Mọi người uống hơi kém á nha. Thôi em anh ơi, Mao Đệ uống Coca nhưng mà xuống ly rồi này. Hay quá. Anh sao anh có gì con miếng vậy? Dễ rồi. À. À thế à? Tươi mà gì? À, không biết. Nhưng mà hôm nay là lúc mà Mao Đệ nhảy vào bắt cá ấy, mà anh chỉ sợ là Mao Đệ thì 20 cân một con cá là 10 cân. Nó hút một cái thì đúng là nhọ luôn đấy. Không có hôm mấy anh em vớt nghịch hơn nó nhảy ra lên bờ. Có một con nó ngay cả người lái mà.
Nhảy lên bờ xong. Xong hỉ hỏi là món gì hả? Nè em thấy lạ quá, món này là món gì vậy anh? Nem quấn. Nem quấn. Nem quấn. Quấn ấy xong hỉ. À, chấm với cái này. Giống như cái chả cuốn của mình á, cái bánh riêng phở cuốn. Nó hơi giống phở cuốn à. Đấy, ơ đấy quên phở quấn. Phở quấn nhưng mình lại quên nhầm, nói nhầm là nem quấn. Đây nè, ai miếng này. Ở trong này là có toàn hũ rồi thêm trứng nữa. Này, rồi bún nữa, ngon lắm. Này là đặc sản của Hà Nội á ha. Em chẳng biết quanh chợ bán. Mọi người chu đáo ghê, quá trời món ngon. Đây này, để bạn Diễm thử xem là cái giống như là phở cuốn á. Phở nhưng mà quả quả này uy tín nhỉ, nhưng mình tự đi lấy không tự nướng luôn à? Không nhé, ơ đúng rồi, tự đi lấy ngoài chợ. À chiều em lấy khổ à, ở đây cũng họ cũng lên núi bên trong này đâu đấy, xà lách là trồng sau nhà nha mọi người. Đúng rồi, thôi ăn cái này xong uống bia ngon, tại vì ăn bánh đắng thì uống bia nó ngọt. Măng đắng mà chấm với này chẩm chéo nhà mình thì nó là hết bài luôn anh em nhé. Mời các bác. Đặt cốc luôn. Quá uy tín. Nào, uống riêng cái Mao Đệ cái nào. Dạ vâng. Anh em lâu quá không gặp. Hết đây. Chú Thu Hải nha. Hết luôn anh ạ. Hết luôn. Anh hết luôn, em đi con 50 nha. Đâu Mao Đệ là bao nhiêu? Dạ. Đâu Mao Đệ là được 9 cốc. 9 cốc. Mao Đệ nó khoảng tầm chục cốc đúng không? 12 cốc. À sao hồi nãy nói là uống coca say mà bây giờ uống bia được rồi. Ôi đô mạnh lắm ấy. Ừ. Cách đây khoảng mấy năm khi mà Mao Đệ và Mao Ca đang rất là nổi tiếng thì mình có xem một clip là vào Sài Gòn. Nhưng mà tiếc quá, đợt đó là mình chưa có thể liên lạc được với hai anh em. Hy vọng là sau đợt này là hai anh em có thể vào Sài Gòn và đi chơi cùng với team Phạm Dũng một chuyến. Mình sẽ dẫn đi khắp nơi để khám phá ẩm thực Sài Gòn trên kênh Tam Mao TV. Thế thì phải bây giờ phải nói không được, phải hai cử đại diện lên chốt kèo đi. Cắp kèo luôn. Được, vào được. À mà một điều đặc biệt đó là Mao Đệ cũng biết về quán bún nước lèo của anh Cua luôn. Đấy. À biết. Ngon lắm ấy. Ngon lắm. Thế có muốn giao lưu với chị anh Cua không? Facebook cho em nhấn nút dòng máy xem mà. Ôi giời, Mao Đệ nó nhiều lắm, hâm mộ nhiều lắm. Nhưng mà bọn em vào Sài Gòn lại kiểu không biết đường với không kia. Thế là có một hai hôm là về. Thế là đi này là cho team Phạm Dũng xin phép mời là dạ. Nếu mà dịp sau mà team Tam Mao TV vào thì rất hân hạnh được đón tiếp mọi người. Dạ vâng, dạ. Em cảm ơn. Em ơi, thế nên em đón nửa đường à? Không được, đón nửa đường này thả về. Thế đây, đi phải hết đường kia. Không cho anh tờ giấy cả. Tí nữa mà. Đâu rồi, em uống với anh em ekip phát nhỉ? Mấy anh em? Anh ạ. Khỏe nhá. Tươi tươi gì nhá, hết luôn nhá. Sư đây. Cảm ơn. Và xã sư, tôi đón đi. Wow. Đó, phương anh ý. Đấy, mọi người. Đồ chị mạnh hơn anh em rồi. Thôi, cố nghiện này đừng có ngại. Nào, cho chị đi nhá. Hết đây. Em nó hơi chẳng. Ui. Mồm thủng rồi chuẩn bị đấy. Đại thật đấy. Nên là hy vọng là sau ly bia này của bạn Diễm và bạn Mao Ca là lần sau anh em mình sẽ được đón hai anh em đi khám phá ẩm thực Sài Gòn. Và nếu có thêm thời gian nữa là mình phải đi một chuyến miền Tây nữa. Hy vọng là mọi người có dịp vào. Không, em xem ở trong đấy nhá, còn có cả bọn cả cái gì nhện này. Không. Với dạ. Cái mấy kia mình không biết chỗ nào. Cái đó là phải đi em lâu rồi. Em châu đốc của em nè, gần em không, xem mà chị quay em kìa. Một quán có muốn mà ở chỗ cô dì ba thôi. À. Mấy năm nay rồi em ở đây. Wow, chắc chắn là phải vào đấy rồi. Cô dì ba. Nhưng mà em chỉ có là lời mời này có nghĩa là bây giờ là đang đi xuyên Việt cùng với anh Hải. Dạ. Thì khoảng 2 tháng nữa là anh Hải sẽ cùng vào Sài Gòn. Dạ. Thì mời mọi người vào Sài Gòn cùng luôn, xong rồi mình đi thưởng thức cua gì ba. Có được không? Có được không? Với lại thưởng thức tô bánh canh cua 300k. Dạ. Thế là bây giờ là anh em mình là phải đi từ đây vào nha, không đi máy bay. Có được không? Cũng được anh. Đi đâu cũng được, miễn là sắp xếp một thời gian đi lâu thôi. Sợ em không đi được cái thời gian dài ấy. À. Em đang chị không cho. Không, em đang làm kia em đang nuôi cái kiểu các con vật để làm như kiểu rồi biết rồi. Nhà rồi. Trên rồi. Đấy. À. Đây là mấy con pet này kinh lắm, nhìn được mấy con pet. Không bay vào cũng được anh Dũng ạ. Chỉ cần bay vào Sài Gòn là được. Pet của bao nhiêu thì chuyên bồ gà. Đóng đâu.
Pet của Mao Đệ chuyên vô gà, còn pet của em thì chuyên gọi là vô cả người luôn. Nuôi con gì mà kinh thế. Nó sống nó bắt mà đi đắng mà nuốt nó bắt đầu ngọt. Cái này thì ngon lắm nè. Khoan à, Song Hỷ vừa mới nói cái từ gì, ăn thử cái gì? Ăn thử cái này nè. Biết cái trái này là trái gì không? Trái này em... trái này trái này là trái nãy giờ anh tưởng trái dưa leo luộc không, trái này là trái này ấy, trái này là trái bầu. bầu bắp không, cái trái này ở quê anh gọi là trái này luôn. Trái này đúng rồi. Quê anh ở trên bản anh gọi quả này gọi là quả nắc nảy. Nắc này ở quê Phạm Dũng thì nếu như mọi người biết là ở Thanh Hóa sẽ gọi là quả này. Cái này này, nắc này. Đúng rồi. Ở ngoài này thì nó cũng gọi là lắc này, nắc này, lắc này này. Quả lắc lề cũng gọi này. Quả mỗi người gọi một kiểu. Nó gọi là lắc này, nếu chuẩn nhất thì ngoài này gọi là lắc này. Ê, bạn nếm thử đi. Gọi là không ngọt á. Chấm chấm chéo nha, cái này phải chấm chấm chéo á. Còn tên gì nữa nhỉ? Quả bí. Không. Chủ lắc này quả ngọt lắm. Cái này người ta còn ngâm chua nữa này. Không, cái này chỉ luộc thôi. Luộc hoặc xào cũng được. Qua đây về chấm. Nếu mà ở miền Nam mình ấy, mà các bạn xem video này thì Diễm cảm giác nó gần gần giống giống với lại dưa leo á. Nhưng mà cái này thì nó không có luộc. Nhưng mà quả hôm nay là luộc hơi quá lửa. Con này quả này là luộc hơi mềm rồi đấy. Hơi mềm. Có thể là nó non đấy. Đạt được thì về món rồi. Mai bớt lại đây. Mai trong lúc luộc hầm đa điểu thì sẽ có món long đuôi đa điểu xào này và món một món đặc biệt nữa. Gỏi. Thế nào cũng hết. Nhưng mà anh ơi, không câu đà điểu mình ăn sao anh? Bạn này là chuyên ăn phao câu. Chuyên ăn phao câu à? Nếu phao câu gà ấy nó hơi một thì cái phao câu này nó to hơn vậy, thì nó hơi mười. Nó hơi hơn đúng không? Mau đây này, không. Cái mà Song Hỷ thích nhất đấy, đó là ăn luôn là cái hoa luôn, có nghĩa là không cắt bỏ đi. Với cái gà này anh ăn anh phải cắt đi, nhưng mà nếu mà cắt đi là không. Ơi đấy. Nhưng mà anh Hải có để ý không? Ăn một con đà điểu thôi là thôi. Nhớ là quả phao câu này thôi. Nhớ một đời luôn. Nhưng mà Song Hỷ sao có dám không? Em cũng muốn thử như thế nào để lỡ nó có ám ảnh mình còn biết cái ngày mai sẽ cho chị xem con đà điểu và cái phao câu của nó rồi sẽ nói chuyện tiếp. Rồi mà nhưng mà mau cái nhìn như này cũ cũ này thôi, nhưng mà kém em mấy tuổi mà. Nhìn cũ cũ. Nhìn cũ cũ là sao anh? Chị có chồng chưa? Chưa. Anh đó em nhiều tuổi? Khoảng tầm sinh năm tầm 9. Không, tầm này tầm 4. 3, 4. Không, không, lên nữa đi. Tầm này 93, 94. 93, 94 hả? Đúng rồi. Không, 2002 đấy. Không bao giờ. Tầm này 93, 94. 93. Có chồng chưa? 93. Có chồng chưa? Hỏi mấy chồng. Thảo nào anh ngay ngại vào cú. Anh định làm mấy. Em nhớ mà tin ý. Em tưởng là anh định làm ai cho em anh hỏi gì. Đấy rồi. Xin giới thiệu với em là thằng bạn anh. Ông lâu rồi. Không phải. Đấy là mình có một lúc không phải đâu. Không phải. Đây bao để nó không phải. Mười người một lúc biết tao làm rồi đấy không? Chưa có. Nhưng mà bạn em là phải để em thẩm định trong cái được lấy đây. Chưa lấy không? Quả không có mời được à? Không, nhưng mà Song Hỷ ấy thì bây giờ là không có cơ hội nữa rồi. Nhưng mà bây giờ anh có hai bạn là bên trên bản đây này. Đây, em đang xem bao duyệt là hai bạn người Mông ở Lai Châu này. Anh Nguyên đâu đấy, đam mê anh Nguyên. Đây, một phượt thủ chính hiệu. Phượt thủ à? Phượt thủ. Phượt thủ. Từ ngày về làm cùng anh em Tam Mao là ít đi phượt rồi. Suốt ngày trên mấy quả đôi thì trên đấy. Nguyên xem nào có ai bạn... Có về bản thì gặp anh Hải. Nói như thế này, nói luôn đi. Đúng rồi, anh mà như kia là mời luôn đấy. Mời anh luôn đấy. Anh có ai đây? Đây. Áo trắng đây, bên này là bên này. Chú thì mời ai trước? Mời ai mời trước? Em xin phép anh nghe, em mời riêng hai bạn. Một người một câu. Một người một câu. Anh trước. Một người một câu.
người một. Em nói sai rồi. Một thôi. Một người một, có biết là tình cảm gì đâu. Người riêng thì phải hỏi tên, một người chung. Trong hỏi riêng châu. Đây là anh em tôi cố gắng để cho Pơ và Mi thoát ế. Đi ra tới Ba Vì rồi nhưng mà không biết là kết quả thế như thế nào các bạn ạ. Mà... Okay, okay. Đấy, 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 nếu mà mọi người thử cái món gà này, nãy giờ là chưa ăn gà. Mà muốn ăn gà nó ngon hay không là thử cái gan đó mà chứ. Uống chưa, uống chưa? Bắt tay chân bắt tay chưa? Uống hết chưa? Chưa, bà hết đâu. Bà chấm nó chấm chéo là được. Phải đi được nửa chắc đi. Nửa chắc đâu, đã quen nửa chắc rồi đúng không đâu? Chắc được nửa được, chứ được nửa được. Chưa được rồi. Bà ơi, em hết đi đi em. Đúng rồi. Đi hết, đi hết. Đi hết, đi hết. Chưa được nửa chắc, chưa được nửa chắc. Rồi, bây giờ khác mà. Rồi, nửa chắc em rồi mình chắc. Thôi, còn chắc sau thì tự tìm hiểu. Anh Hải đứng gà chứ anh Hải. Gái thì gái rồi. Em thì dại gái rồi. Ơi, xem anh Hải chụp gà. Còn vì tình yêu mà một hai cốc quan trọng gì? Ngon lắm anh em ạ. Nè, chấm với chấm chéo nè. Nhưng mà em cảm nhận em thích con vịt này ghê. Vịt thơm lắm. Vịt ngon lắm. Dai lắm mà thơm lắm luôn á. Gà chất lượng á. Nhưng mà Mao Ca hồi nãy có nói là ngày nào là khai trương cửa hàng ra nhỉ? Thôi thế rồi, anh vẫn tên là Hải nha. Hôm nay là thứ hai. Hôm nay thứ hai ngày kia. Vẫn là cậu, vẫn là cậu đẹp trai đúng không? Ngày mai anh em mình ăn đà điểu. Vâng. Sang ngày kia. Xong là tối ngày mai thì anh em mình nghỉ xong sáng sớm ngày kia là anh em mình xuất phát luôn. Đi khai trương cửa hàng Giao ở dưới Hà Nội. Dưới Hà Nội. Ồ. Thế là anh em mình lại có lý do về Hà Nội đấy anh Hải. Có ai Hà Nội đón anh em mình không nhỉ? Số điện thoại Hải thì vẫn như cũ nhá, 056 345 6789. Đấy xong thì thử đi. Ngon lắm. Cái này mình ăn mình phải chấm chấm chéo mới được. Anh em rót đi. Anh em rót hơi kém ấy nhá. Bên này có cái can 20 lít này. Anh như 20 lít đối với anh em mình không đủ đâu. Bạn đi gần nhà nhóc vào đi. Ấy, anh Mỹ ơi, vâng, thế vâng, anh vâng, đặt trai vâng, anh đã mời ăn chưa? Anh đang đưa đến đây này em. Mời hai chị em rồi anh ạ. Anh đến vào đấy, để bây giờ chắc là anh em mình sẽ cùng một ly cuối đi. Trước khi mà mọi người ngồi tập trung ăn uống và trò chuyện và bàn kế hoạch cho con đà điểu của ngày hôm ngày mai các bạn ạ. Đại đoàn kết nào. Anh Hải muốn ghê không? Anh Hải rất bia hơi sai nhá. Đứa nào rót ra kém đây. Bạn Diễm thì em lời cảm ơn cho hai anh em ạ. Nhưng mà trước tiên là cho em gửi lời cảm ơn gia đình mình. Hôm nay là mọi người dành cả buổi chiều hôm nay để nấu nướng đón anh Hải cùng với lại mấy anh em. Với lại là rất là cảm ơn anh em Tam Mau đã có buổi giao lưu. Hy vọng là mọi người có dịp vào Sài Gòn để khám phá nhiều hơn Sài Gòn. Còn nếu mà các bạn mà có nhu cầu mua về giao ấy thì các bạn ủng hộ anh em Tam Mau TV qua số điện thoại thì mình có để trên màn hình nha. Còn vài bữa là cửa hàng còn có hẳn ở Hà Nội luôn mọi người ạ. Hy vọng là sau clip này thì mọi người sẽ cố gắng sắp xếp thời gian vào Sài Gòn và đi miền Tây của anh em mình nha. Ok ok. Nào em lên đi nào. Đấy. Ok. Các bạn biết là tại sao anh em mình kết thúc nó cũng sớm sớm một chút, đó là anh em mình đang có một trận bóng rất là kịch tính. Đúng rồi, Việt Nam đang diễn ra và Việt Nam đang thắng Malaysia là 2-1 các bạn ạ. Việt Nam máy đen. Đúng rồi. Và clip này thì anh em mình cũng xin được phép kết thúc ở đây. Cảm ơn đại gia đình Tam Mau TV rất là nhiều đã tiếp đón anh em mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo của anh em mình nha. Bye bye.